Tình tâm nâng chân em này cứ chạy chân em này dù vụ chân là gì. Khi nông niêm chỉ dù vụ chân sát tử quá tìm vào phay mùi. Xong cũng xua tha ta rằng cô mùi này bán thua với. Tại trời xua khôn ai. Thả bán thua với khá hơi. Miên chùm này đơn tê. Miên xả mặt tập hiếp bọn nà nâng khi nông ca cơ đau ở dù vật chốn từ miên chùm nạt đắng bồng nấn nâng chạy ra giá thoa chỉ bố ra là o đảm bày khai chỉ sử so trung phật bạc cắt rồi bỏ bật tế chiệt châu bà dù vật chốn khám miên chùm nạt khám miên chùm niên khám miên chạy ra giá là o bệnh ban nâng chơ đại khám miên khlâm rùm băng tới thay bạn tả ai khai chỉ sử so trung trung bật tế chiệt ban đao rồi biếp nạt tư không bắt đi bắt nika bị trang sân kềm bên nhà cam bà dụ với chân Campuchia cùng bà chùm liền mình miên bùm nén cho bà lo ta Campuchia mình khai tới chia bật lọc rong cua pru cùng bà cùng láng po là cam chùm liền từ hai tê rứ miên chạy giá thoa chỉ po rò lõ nâng nón mà dụ với chân che cho rung cang nghe smart chất chui sùng cung ru nơi không sóc đông rồi mình ý đào bay vào tận hạp hiệp sùng cung tình tâm nâng chân em này cứ chạy chân em này dụ với chân là gì không niêm chỉ dụ với chân sát từ quá tìm vào phay mùi xong cũng xua tha ta rằng cô mùi này ban thua với tại trời xua khôn ai thả ban thua với khá hơi miên chùm này đơn tê miên sở mặt tập hiếp bọn nà nâng không ca cơ đau ở cả nó chùm rệp xuân nên khi nhầm sông chân sạc ná chia sơ này sẽ là bà thi on trả chết hai có chia ảnh đất bay cập hiếp này cam vật thi bà cua chạy chạy đến đó dù vật chân thân ạ chết chân em bì bò mà phay bì phong đài hai nâng khi nông thân ngay nít cổ rộng nên khi nhóm có đôi chìa rụng nên khi nhóm tốt nâng là một tin này đảm bay chạy rùm lên nhận bọc bị sao có đôi chìa chùm nọc ở rộng xem xếng tạ tôn tình nâng cam vật thi bà cua bà chạy mùi này ta môn làm bố ta này tỏ khi đăng tới tha tao với tới chỉ cam vật thi chạy chạy đến đau dù vật chân thân ạ chết tam bắt tới cam vị thi chủ chết đến đau dụ chôn thân chết cứ chỉ về từ ca môi đã bằng ca láng sầm rạp sắc xa nửa sau thân ti đập môi đã mau bị cướp bằng đa rê thân đi khét cầm cô bồng nòi phụ kê chạy pra pra nửa vọt và thoa xong thân đi có đôi chìa bằng ca nơ bồng nâng xa chiêu xoay rông là ai cả xa xem xếng nâng bằng ca nơ bồng nâng tùm nhẹ tùm nón co sang sẵn cung một nô muối ở can tay tù lùng tù liề hà chì bị xa từ tiết nô cư thua dụ vị chôn dưỡng can tài miên cùng nật chân này bật đất kết bang can tài si chùm rời chương mồn hà chì bị xa từ tiết nô cư bằng ca nào ca đòi dụ vật chốn khi ca co sang có đôi chia bằng tranh sự mặt tập hiệp được bọc luôn từ can tu sự này cái chốn đã át phơi dụ vật chốn dương can tập miên phép cái la hán bằng tranh mặt tệ chia xa thì rồi lại có đôi chia pra nửa phép bọc ban can tập ban chạp rồi hai chương môn phong đài chim hiệp xuôi nhưng khi nhóm kim sụp hạ nó chỉ bay cái chôn mới rụp nơi cam vị thi chỉ chạy đang đai dụ vật chôn thân hạ chia chân nam pipon mà pay pì anh chắc ngày nâng đai nhóm xôm cho khuôn mà chạy đồng lấy bị ba pì sa để nhóm từ tua ban một pì ca và cuộn môi nâng chấm cua ba pì sa để nhóm từ tua ban một pì ca và cuộn môi nâng cơ nhóm ban hiển xô chỉ chờ tàng pì lập biệt nơi ca và cho khuôn tới khi nông sản công thay mùi thưa ca chỉ mùi mình đã đai score mong phù tha bộ nhóm tàng ác khnien nâng sơ tài ma pì phục sen khnien có bàn tay nhóm miên cô đai rô mùi anh chắc tới gặp chia yếm phanh yol pì khnien sao mà kí khnien bộ đai khi nhiều lần tụ ban nên là tập hòn mùi nồng đôi đại bóng bóng ban khơi trong pì video đại khi nhiều dương ban phò sang ta mà ngày để bụi nhung nơi chủ mùi khi nhiều bụi dương nơi để sơ chôm khi nhiều nơi kênh chủ mùi khi nhiều giấy tờ phờ phep sa mai nằm bay nơi chủ mùi khi nhiều có bàn tay áp phep on chất ca khoanh cùng nơi có đôi chỉ ca khăng khi nhiều nâng có tay tất cả miền làng đại là hồ đào vẹt khai dương ngô khi nhiều ăn giấy hồ khi nhiều thu ai ca nghi dương dịp dài hai đợt pe tan tăng pe tới dương ở bờ thiên cầm có chi dương bậc ca nơi bãi giả ca sờ bài đại tầng ăn nâng ấy ai chỉ bọt vì sao tôi mùi tai sầm khăn ในการทัวร์การเงียบกรมผัวท่าบักการเงียบกรมมาบักเส้นจีมีนการออนชัดห้อยมีนการใบบักสามกีขณีอันจังมาในไทยยังกับปงตายเทียมคล้วนตัวยกเพียประดาใจใหญ่มวยเวงเตียดได้แบบนั่งได้เมียนขนมกามที่สักซาปีมนมาเว้ก็เป็นใต้เนื้อไปได้ยังโจรวมการวิธีนั่งเต้ตีมเตียนในการสไลด์ชิริวชอนได้อาจเอายังนั่งมีนการกระซีจุ่มเร้อไอคอดมนาสไลด์เซมเซงให้เนื้อขนมกาดีแบบจุ่มหน่อยได้ยังหอบบ้านต่างอ้อแมนประกอบท่าอาจย่อมาเผอแผลต่างอ้อเฮยังถอดดังปีจุ่มหน่อยวาดวายฮาวริซาในจุ่มหน่อยได้ยังหอบเคยมวยนั่งอุติฮาวบาเซนจิยุ่มจังเลิกปีบุ๋มนันซาตัวตีมาไพ่มวยอันจังยุ่มถอดดังท่าบุ๋มนันซาตัวตีมาไพ่มวยนั่งจีไอเกออันนั่งไปได้ไทยbản dương hai tay bản dương thở miên vía hai dương thở mạch đằng bay miên vía khla cho đập bay để dương miên vía tới dương ai từ tu ban phò ấy khla là bị ẩm chăng phù tha chùm nói khla để dương ai lợt máu vì ai chia chùm nói sai để crom xe nâng nâng ai vì bỏ mai dương hai là bị đại nhung hiệp họp khẳng lớn nâng ai để ai chui vào đó cùng nhật dương vì sao nâng nâng bay để dương lợt do vi từ tới bị phía xa chùm mùi nâng mà
ាចក្រុមយើងទៅអាគំនិតថ្មីថ្មីនឹងវានឹងមកជាបន្តបន្តទៀតមួយវិញទៀតតកតងមួយនឹងការជួបជាមួយនឹងបងបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកជំនាញដើម្បីពិភាក្សាថាតើចំណុចដែលយើងយកមកបកស្រាយនឹងវាត្រឹមត្រូវមែនអត់បើសិនជាយើងលើកយកទៅនិយាយទៅវាចំណេញអត់ហើយវាអាចមានកលែងវាបកនៅត្រង់កលែងណាខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងនឹងអាចធៀបការពៀតទុកមុនសម្រាប់វគ្គសួរឆ្លើយខាងលោថាខាងក្រុមគេសួរមកយើងអញ្ចឹងទៅយើងអាចនឹងដឹងថាអីដែលយើងនឹងត្រូវនិយាយត្រូវឆ្លើយអីហើយទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាតែអាចឲ្យយើងនឹងកាន់តែមានភាពជឿជាក់លើអីដែលយើងបកស្រាយឯងប៉ុន្តែអាចឲ្យយើងនឹងមានការរីកចម្រើនផ្នែកទំនាក់ទំនងទៀតនៅពេលដែលយើងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកគាត់ចាសូមអរគុណជំរាបសួរខ្ញុំបាទសំសាមវឌីចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងចិច្ចដេញដោយុវជនថ្នាក់ជាតិហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្ដាយក្រោយដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដោយសារតែការចិច្ចពិភាក្សាគឺវាលើសពីការប្រកួតដោយសារតែវាខុសពីការដែលយើងឡើងទៅនិយាយជាសាធារណៈការប្រកួតប្រជែងចិច្ចដេញដោយុវជនថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងវិភាគទៅលើប្រធានបទហើយប្រធានបទទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាក់មកគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រយោជន៍តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមដែលជាឱកាសសម្រាប់យុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរកដំណោះស្រាយទម្រាំតែជោគជ័យមកដល់វគ្គនេះមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺយើងត្រូវការអត់ធ្មត់ត្រូវការតស៊ូហើយជាពិសេសគឺបើកចិត្តស្រឡាញ់បានន័យថានៅពេលដែលប្រកួតអីមួយគឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់យើងមិនមែនជាការបង្ខំតែជាការចូលចិត្តនៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងបានន័យថាគឺយើងចូលមកនេះគឺដើម្បីជាគំនិតដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់គិតថាការប្រកួតប្រជែងចែកដេញដោលគឺគ្រាន់តែការពៀកោចំហរៀងខ្លួនឯងស្របឬក៏មិនស្របប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺទាំងពីរមតិគឺជាដំណោះស្រាយពេលដែលប្រធានបទជាបញ្ហាតែយើងទាំងពីរក្រុមគឺជាដំណោះស្រាយដើម្បីចូលរួមចំណែកហ្នឹងគឺជួយសង្គមទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ខ្ញុំមានពាក្យមួយឃ្លាដែលគេលើកឡើងថាអានច្រើនកើនចំណេះអានច្រើនចេះច្រើនប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងជជែកពិភាក្សានេះមិនត្រឹមតែអានទេគឺអានច្រើនស្ដាប់ច្រើនវិភាគច្រើននិយាយច្រើនទៀតបានន័យថាយើងត្រូវចំណាយពេលនៅជាមួយគ្នាទាំងក្រុមរបស់ខ្ញុំ5នាក់ហ្នឹងគឺសឹងតែថាមួយថ្ងៃពីព្រឹកដល់ល្ងាចគឺយើងជជែកគ្នាវិភាគសាគ្នាស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាហើយដែលទាំងអស់នេះហើយគឺបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីថ្មីជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងសុំយោបល់ពីអ្នកជំនាញពីរៀមច្បងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺដែលវាជាប្រយោជន៍ទាំងចំណេះដឹងទូទៅផងចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងផងហើយជំនាញទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមយើងទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាការណែនាំក៏ដូចជាចែករំលែកនៅពិធីសាសដល់សិស្សប្អូនក៏ដូចជាយុវជនទាំងអស់ដែលគាត់មានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកជជែកពិភាក្សាដេញដោលនៅលើវេទិកានៅលើឆាកមួយហ្នឹងគឺឲ្យគាត់បើកចិត្តបានន័យថាស្រឡាញ់នៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងជជែកពិភាក្សាហ៊ានតស៊ូមតិហ៊ានលើកអ្វីដែលយើងអ្វីដែលយើងបានស្រាវជ្រាវប្រកបដោយអំណះអំណាងប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីជាចំណែកចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណសរុបមកវិញដោយដែលអ្វីដែលក្រុមនាងខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយសារៈសំខាន់នៃការប្រកួតឌីបេតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដំណោះស្រាយបបិសោតដែលពួកខ្ញុំបានលើកឡើងនឹងកលឹះនានាដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យជាប់ចេលិភីលេខ2នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិនេះក្រុមនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានបង្កើតនូវកម្មវិធីជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាកម្មវិធីនានាដើម្បីអាចឲ្យយុវជននឹងបណ្ដុះនៅចំណេះដឹងពង្រឹងនៅសមត្ថភាពតខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាធនធានសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់សាលាបាធីអន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងទាំង5នាក់ចូលរួមទៅក្នុងការប្រកួតជជែកប្រកួតប្រជែងជជែកដេញដោលនៅក្នុងកម្មវិធី debate នេះហើយដោយសារតែសមាជិករបស់យើងម្នាក់មានអវត្តមានដោយសារតែជាប់តរៈផ្ទាល់ខ្លួនទើបអវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅកាន់យុវជនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមមេត្តាកុំភ័យខ្លាចនៅក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពចំណេះដឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានទៅកាន់អ្នកដទៃទៅកាន់ទស្សនិកជនទៅកាន់សង្គមមួយនេះក៏ព្រោះថាបើមិនជាយើងមិនប្រឡូកខ្លួនទៅក្នុងការបច្ចេកប្រគួតប្រជែងទេយើងអត់ដឹងថាភាពចាញ់ចាំងរបស់យើងនៅកម្រិតណានោះទេហើយបើមិនជាគ្មានជំហានដ៏ខ្លីមួយនេះក៏អត់មានដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយតទៀតដែរហើយជាចុងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់សកលវិទ្យាល័យបាធីអន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងឡើងមកចែករំលែកនៅបបិសោតតែទទួលបានពីកម្មវិធី debate នៅក្នុងកម្មវិធី Bathi AU Talk សូមអរគុណបាទ
Multi International University, the future of global leaders.